khi mọi người còn say giấc, tôi đã bắt đầu một ngày tất bật cùng một con đường thân thuộc, cùng một công việc mỗi ngày. Cùng một không gian nhỏ hẹp, nơi tôi dành hết tâm huyết đời mình. Dẫu vất vả, tôi vẫn không bao giờ chán nản. Không muốn ăn gì nào? Bởi động lực của tôi là sự hài lòng của thực khách. Suốt 20 năm, có biết bao điều thay đổi. Chú ơi! Duy chỉ một điều không bao giờ đổi thay là hương vị của sự hài lòng mãi được giữ gìn. Vì hạnh phúc đến từ sự hài lòng.